Giá tôm ngày mới ngày 11 tháng 12 năm 2022. Thủy sản Yến Duy. Xin chào toàn thể bà con, chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều thành công và hạnh phúc. Trong ngày mới hôm nay, giá tôm có một số thay đổi như sau. Cụ thể, size tôm 20 con 1kg, giá 270.000, cộng trừ 1 con 10.000 đồng. 25 con 1kg 215.000, cộng trừ 5.000. 30 con về lớn 182.000, cộng trừ 2.000, tăng 2.000 so với ngày hôm trước. 40 con 142.000, cộng 1.000 trừ 2.000. 50 con 1kg 122.000, cộng trừ 1.000. 60 con 109.000, cộng trừ 500. 70 con 105.000, cộng trừ 500. 100 con 1kg hôm nay 90.000 đồng trên 1kg. Và đây là giá tôm trên ao bạc tại khu vực miền Nam Việt Nam. Giá tôm sẽ còn tùy thuộc vào nhiều thứ, ví dụ như từng bầy tôm, vị trí ao, số lượng tôm mà có giá khác nhau. Và đây là giá sàn chung để chúng ta tham khảo và an tâm sản xuất tôm. Tiếp theo phần bản tin thủy sản Yến Duy sẽ gửi đến quý vị thông tin về giá giống cũng như thông tin khuyến mãi. Để chúng ta cùng nắm bắt thông tin và thả bầy tôm tiếp theo. Hiện tại, công ty giống CP giá 154 đồng đang khuyến mãi 30% tại Bạc Liêu. Công ty giống Việt Úc giá 135 đồng đang hỗ trợ khuyến mãi 30%. Công ty giống Hoàng Lộc tiêu chuẩn 116 đồng, Hoàng Lộc công nghệ cao giá 126 đồng và đang khuyến mãi 50%. Tôm càng xanh toàn được giá 180 đồng. Thông tin về giá giống cũng như khuyến mãi đã khép lại phần phân tích thị trường thủy sản tại Thủy sản Yến Duy vào ngày 11 tháng 12 năm 2022. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Thủy sản Yến Duy, là đơn vị chuyên cung ứng giống, thuốc men thủy sản, đồ nghề, thức ăn thủy sản, lắp đặt trọn gói ao bạc công nghệ cao, uy tín làm nên thương hiệu. Quý vị thấy clip ý nghĩa không quên đăng ký kênh hoặc like trang và chia sẻ cho bạn bè người thân cùng theo dõi video nhé. Xin chúc bà con vụ mùa thành công và nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị.